Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của em Ken nha. Sẽ có một số bằng lăng thái siêu bông và một số cây kiểng bonsai muốn giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình nha. Rồi, chào Ken. Chào anh Thái, chào quý cô chú anh chị đang xem kênh. Hôm nay em lên một số mặt hàng hoa cây kiểng, mong được sự ủng hộ của quý cô chú anh chị ha. Và mỗi mặt mã số em lên đều bao phí ship tặng nơi cho cô chú anh chị mình. Và mỗi mã số thì cô chú anh chị mình xem kích thước giúp em ha. Cái số ngày thì để trên góc phải màn hình. Quý cô chú anh chị mình xem clip thì nhớ báo số ngày để em biết ha. Rồi bắt đầu mình đi mã số 1 nè. Mã số 1 là cây sam hương, cây vô thế vô dáng rất là đẹp luôn. Đây là mã số 1 ha. Em đo kích cỡ nha. Cây này thì có chiều cao là 30, dáng ngã ha, có chiều dài đây là 45. Cây rất là vip anh chị em. Nguyên một cụm đế này là 37. Cây này thì em giao lưu giá là 1.200.000, mã số 1. Sam hương ha. Cò lắc rất là quái ha. Tiếp theo mã số 2, đây là cây kim quýt. Gốc nè, rất là đẹp luôn. Cái này là hàng VIP nha. Cây này có chiều cao ở đây là 25. Tán dài đây là 40 ha. Cây này là cây rin đẻ tán. Nguyên một cụm đế lớn này là 33. Cây kim quýt mã số 2. Cây này em giao lưu với giá là 1.400.000. Hàng VIP nha cô chú anh chị, cây này thì nó hơi hiếm trên thị trường ha, mã số 2. Tiếp tục mã số 3, đây là cây sam siêu bông, dáng ngã ha, vô thế rất là đẹp luôn. Cây này thì có chiều cao đây là 35, cái tán của nó thì 40 ha. Cổ thân ở đây là 12, còn cụm đế nha cô chú anh chị. Cây này thì em giao lưu với giá là 500.000, mã số 3, sam siêu bông. Tiếp tục mã số 4 là cây sam hương. Cây có chiều cao ở đây là 42, tán ngang ở đây là 50, cụm đế ở đây là 42. Cây mã số 4 này em giao lưu với giá là 1.200.000, cây sam hương ha, thân lắc trắng. Rất đẹp quý anh chị em, cụ đế đặc ha, nghệ thuật. Tiếp tục mã số 6, xin lỗi cô chú anh chị ha, đây mã số 5, đây là cây phôi thái đỏ. Cây này thì có chiều cao là 35, tán ngang là 40. Hót thân ở đây là 7. Cây có hoành ở đây là 14. Cây này hiện giao lưu giá là 180.000, phôi thái đỏ, mã số 5. Cây này hồng chậu hết rồi, lên hoa lên nụ đẹp ha. Tiếp theo là phôi thái vàng, dáng bay quý anh chị. Cây có chiều dài đây là 50. Tán ngang là 35. Hót thân là 22. Cây có hoành ở đây là 19. Cây này em giao lưu giá là 250.000, mã số 6. Rất là già quý anh chị em. Thân già ha, dáng bay. Tiếp tục mã số 7 là hòn ngọc viễn đông. Cây đang hoa nụ đẹp. Cây này thì ưa bóng mát nha cô chú anh chị. Cây có chiều cao đây là 40. Tán ngang là 50, cây đang hoa nụ, mã số 7 hay. Cây này thì em giao lưu với giá là 400.000. Hòn ngọc viễn đông. Tiếp theo mã số 8 là combo bằng lăng trang giống ha, cây giống. Cây này thì có chiều cao ở đây là 50 ha. Đây là có 3 màu hồng, 2 màu tím nè. Combo 5 chậu này em giao lưu giá là 230.000. Về cô chú là giống, mình để thoát thân vẫn đẹp ha, cây một cốt. Mã số 8, 250.000. Tiếp theo là tường vi, mã số 9, combo 4 chậu. Cây có chiều cao ở đây là 75. Tán thì tầm 20-25 nha cô chú anh chị. Combo 4 chậu này thì em giao lưu giá là 250.000. Cây mini ha. Mã số 9.
Tiếp theo mã số 10 cũng là combo 4 chậu tường vi. Ở đây thì có một cây hồng sắc pháo ha, 3 cây hồng và một cây hồng sắc pháo. Cây có chiều cao là 75. Hót thân thì cũng là 53 ha. Cây này về cái dạng cây giống về của chú anh chị mình trồng làm tán rất là đẹp luôn. Combo 4 chậu này em cũng giao lưu với giá là 250.000, mã số 10. Tiếp theo mã số 11 là cây bằng lăng màu tím, cây này gốc chiết ha, cây riêng nguyên bản nha của chú anh chị. Cây có chiều cao đây là 75, tán ngang là 50, hốc thân là 30, cây có hoành ở đây là 8,5. Cây này em giao lưu giá là 300.000, màu tím, mã số 11. Tiếp theo mã số 12 cũng là màu tím luôn. Cây có chiều cao ở đây là 55, tán ngang là 40, hốc thân là 15, cây có hoành ở đây là 9,5. Cây này em giao lưu giá là 250.000, mã số 12. Theo mã số 13 là cây bằng lăng màu tím luôn, gốc chiết ha. Cây có chiều cao ở đây là 85, tán ngang là 55, hốc thân là 40, cây có hoành ở đây là 10,5. Cây này thì em giao lưu giá là 350.000, màu tím. Tiếp theo mã số 14 là bằng lăng thái màu tím luôn. Cây này thì em có chiều cao đây là 75, tán ngang là 55, hốc thân là 35, cây có hoành ở đây là 10,5 ha. Cây mã số 14 em giao lưu giá là 350.000. Mã số 15 cũng là màu tím luôn. Cây có chiều cao là 80, tán ngang là 50, hốc thân là 37, cây có hoành ở đây là 9,5. Cây này cũng giao lưu giá là 350.000, mã số 15. Mã số 16 là cây màu hồng. Cây có chiều cao ở đây là 75, tán ngang là 50, hốc thân là 35, cây có hoành ở đây là 9,5. Cây mã số 18, cây này em giao lưu giá là 350.000, màu hồng. Mã số 19 là màu tím. Cây có chiều cao là 75, tán ngang là 55, hốc thân là 26, cây có hoành ở đây là 9,5. Cây này em giao lưu giá là 300.000, mã số 17. Tiếp theo mã số 18, màu hồng, gốc chiết luôn ha, cây riêng nguyên bản, thuần chậu. Cây có chiều cao là 75, tán ngang là 45, hốc thân là 40, cây có hoành là 10. Cây này giao lưu giá là 300.000, màu hồng, mã số 18. Tiếp theo mã số 19 là tường vi huyết long. Cây có chiều cao ở đây là 1m20, tán ngang là 30, cây hai thân, một cốt hai thân nha cô chú anh chị. Cây này thì có hoành đây là 10 ha. Mã số 19 này em giao lưu giá là 300.000, cỏ huyết long. Mã số 20, tường vi huyết long. Cây có chiều cao là 1m20, tán ngang là 25, cây một cốt thấp 3 thân. Cây này có hoành ở đây cụm này là 14 ha. Cây này em cũng giao lưu giá là 300.000, mã số 20, tường vi huyết long. Mã số 21 cũng là tường vi huyết long luôn, cây một cốt sâu dưới 2 thân. Cây này có chiều cao là 1m15, tán ngang đây là 23, hai thân nha cô chú anh chị, một thân thì nó tầm 6,5 ha. Cây này thì em cũng vô lưới giá là 300.000, mã số 21, tường vi huyết long.
Mã số 22, đây là bằng lăng hàng cây gốc ha. Đây là hàng gốc trồng từ nhỏ nha cô chú anh chị. Cây này có chiều cao là 70, tán ngang là 50, hốc thân ở đây là 48, cây có hoành ở đây là 21. Cây này hiện vô lưới giá là 600.000, mã số 22, bằng lăng thân lắc. Mã số 23 cũng là hàng gốc ha. Cây đang làm tán lùng lực mini. Cây có chiều cao ở đây là 45, tán ngang là 50, hót thân là 13, cây có hoành ở đây là 19. Cây này em vô lưới giá là 500.000. Cây đang nôm nụ ha. Cây này thì màu tím nha. Mã số 24 bằng lăng thái hàng gốc. Cây có chiều cao là 60, tán ngang là 40, hốc thân là 38, cây có hoành ở đây là 18. Cây này cũng giao lưu với giá là 550.000 ha. Mã số 24. Mã số 25 thân lắc, cây bằng lan thái. Cây này thì có chiều dài là 90, tán ngang là 45, hót thân là 70, cây có hoành ở đây là 14, cây đang hoa nụ ha, dáng nghiêng rất là đẹp luôn. Cây đem vô lưới giá là 600.000, mã số 25. 25, 26 mình được một cặp dáng bay ha. Cây có chiều dài là 95, tán ngang là 45, hót thân là 70, cây có hoành ở đây là 20. Hoa trong thân đâm luôn quý anh chị em. Đây, nhánh lên là có hoa. Cây này thì em cũng giao lưu giá là 600.000, mã số 26. Mã số 27, cây đều hoa nụ hết nha cô chú anh chị. Cái những loại cây như thế này là hàng gốc ha, cây riêng nguyên bản. Cây này có chiều cao là 80, tán ngang là 50, hót thân là 52, cây có hoành ở đây là 17. Cây này giao lưu giá là 600.000, mã số 27. Tiếp theo mã số 28, thân rất là lực của chị em. Cây có chiều cao là 90, tán ngang là 40, hót thân là 60, cây có hoành ở đây là 19. Cây này cũng giao lưu giá là 600.000, cây đang nụ ha. Mã số 29, mỗi tược mỗi hoa. Cây này có chiều cao là 90, tán ngang là 50, hót thân là 65, cây có hoành ngay vị trí này là 20-21 nha cô chú anh chị. Cây này thì mã số 29 em giao lưu giá là 600.000, cây đang hoa nở, cây đang nụ, mỗi đọt là mỗi nụ ha. Tiếp theo mã số 30, cây có chiều cao là 1m, tán ngang là 50, hốc thân ở đây là 67, cây có hoành ở đây là 20. Cây này giao lưu với giá là 700.000, cây cũng đang nụ ha. Tiếp theo mã số 31, tới cây hốc thân cao ha, màu tím anh chị em. Cây này có chiều cao là 1m25, tán ngang là 50, hót thân là 88, cây có hoành ở đây là 14. Cây này em vô lưu với giá là 800.000, màu tím, cây hàng gốc nha cô chú anh chị, không phải gốc chiếc nha. Tiếp theo màu tím, cây này có bộ đế, mã số 32.
Cây có chiều cao là 1m40, tán ngang là 55, hót thân là 93. Cây có hoành ở đây là 16. Cây này cũng giao lưu ý giá là 400.000, màu tím. Tiếp tục mã số 33 là màu hồng. Cũng là cây hàng gốc Hungarian ha. Cây có chiều cao đây là 1m35. Tán ngang là 60. Hót thân là 1m. Cây có hoành ở đây là 13. Cây này thì em cũng giao lưu với giá là 800.000, màu hồng. Tiếp theo mã số 34 là màu tím. Cây này mới hoa nụ đợt đầu ha, về mình còn chơi thêm 2 đợt nữa. Cây có chiều cao ở đây là 1m45, tán ngang là 70, hót thân là 97. Cây có hoành ở đây là 16. Cây này thì có bộ đế ha. Cây này em cũng giao lưu với giá là 800.000, mã số 34, màu tím. Mã số 35, màu hồng. Chân dài với anh chị. Cây này thì có chiều cao là 1m30, tán ngang là 50, hót thân là 99. Cây có hoành ở đây là 13. Cây này cũng giao lưu với giá là 800.000, màu hồng. Màu hồng, màu rất là ngọt ha. Tiếp tục mã số 36, màu tím. Cây có chiều cao ở đây là 1m30, tán ngang là 50, cây có hốc thân đây là 95, hoành là 17 ha. Cây mã số 36, cây này em giao lưu giá là 800.000, màu tím. Tiếp theo mã số 37 là màu hồng. Lô này em còn nhiều ha. Cây này thì em có chiều cao đây là 1m40, tán ngang là 50, hót thân là 1m. Cây có hoành ở đây là 13,5. Cây này cũng giao lưu với giá là 800.000, màu hồng. Tiếp tục mã số 38, bồ đề ha, rất là đẹp luôn, màu tím. Cây có chiều cao là 1m25, tán ngang là 50, hót thân là 99. Cây có hoành ở đây là 16. Mã số 38 em giao lưu với giá là 800.000, màu tím. Tiếp theo mã số 19, màu hồng, cây đế nôm ha. Mã số 39. Cây này chiều cao hết thước luôn. Cây này cao tầm 6,7 nha cô chú quý anh chị. Tán ngang là 60, hót thân là 95. Cây có hoành ở đây là 14. Đế rất là đẹp luôn. Cây này em giao lưu giá là 900.000, mã số 39, màu hồng ha. Đây cũng là mã số cuối clip. Xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã xem, và hẹn gặp lại vào video thứ 3 ha. Rồi, xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nha, bọn em Ken nha. Đóng.